Vâng, chào mừng toàn thể các bác và toàn thể quý anh em tiếp tục quay trở lại với kênh của Khang Minh JBL, một kênh chuyên cung cấp các thiết bị âm thanh pro mị bãi hàng tuyển chọn. Và ở video tiếp theo hôm nay 25 tháng 2, Khang Minh trân trọng giới thiệu đến mọi người cặp loa phun đơn đời 4 số cao cấp model 4725X. Cặp loa này Khang Minh cập nhật về ngày hôm qua, và tối hôm qua Khang Minh đã khui hàng để sáng nay Khang Minh làm video giới thiệu đến các bác và toàn thể quý anh em trên toàn quốc cùng xem và chiêm ngưỡng cặp 4725X cực kỳ đẹp và rất là hiếm này trên shop của Khang Minh ngày hôm nay. Tại sao Khang Minh nói hiếm? Bây giờ Khang Minh sẽ quay chi tiết từng chiếc một để các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng nhé. Còn cặp 4732X Khang Minh tạm chưa khui và chưa giới thiệu lên kênh. Cặp 4725X này, xin lỗi, cặp 4732X kia, các bác sẽ hình dung ra nó đẹp như là cặp 4725X ngày hôm nay Khang Minh giới thiệu. Và Khang Minh sẽ giới thiệu đến các bác và quý anh em sau cái cặp 4732X kia. Và cặp TR225 lát nữa sẽ về với một em ở Hải Dương, huyện Thanh Miện, Hải Dương. Hôm qua em đã sở hữu cặp TR225 trên Khang Minh. Và bây giờ Khang Minh sẽ quay lại video chính, mời các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng cặp 4725X. 4725A hiện tại trên Khang Minh riêng đời 4725 có cả A và X cho đến ngày hôm nay. Các bác và quý anh em cùng xem và chiêm ngưỡng. Loa đẹp tuyệt vời luôn, có thể nói là rất là hiếm những cái cặp loa như này. Và loa thơm lừng luôn các bác nhá. Cặp này Khang Minh lại mời các bác và quý anh em có điều kiện, có thời gian, nếu mà các bác và quý anh em có nhu cầu sở hữu, Khang Minh lại mời mọi người đến trải nghiệm và chiêm ngưỡng cái cặp loa 4725X này, và kể cả 4725A kia nữa, để xem là có đẹp như lời Khang Minh giới thiệu hay không, và nó còn thơm lừng luôn. Các bác và quý anh em cùng xem cái tuyến loa trước, sau đó Khang Minh sẽ quay thật là cận cảnh và chi tiết từng góc cạnh. Các bác cùng xem cái màng loa, rốn loa và keo chỉ này. Cái màu mắm tôm còn tím ngắt luôn cái cặp 4725X này. Khang Minh sẽ lấy một cái góc nó dễ nhìn một chút để, bởi vì Khang Minh quay gần đây nó rất là sáng, nhiều khi nó rất là khó nhìn. Cái video này sẽ lại tốn thời gian một chút để các bác và quý anh em xem và chiêm ngưỡng nó được trọn vẹn cái cặp 4725X rất là hiếm này trên Khang Minh ngày hôm nay nhé. Khang Minh quay cận cảnh chi tiết từng góc cạnh để các bác cùng xem này. Nó đẹp, nếu mà nói một cách nhấn mạnh hơn thì cặp này chỉ có thiếu cái thùng cắt tông thôi các bác nhá. Rất là đẹp luôn. Và loa còn cực kỳ thơm. Quay một cái góc khác để các bác cùng xem cái, nó sáng quá. Rồi, các bác nhìn cái tem. Và cặp này nó trùng cặp, trùng CG các bác nhá. Lát nữa Khang Minh sẽ quay ra phỉ cảm giác đằng sau để các bác xem cái số CG. Các bác nhìn cái nước sơn và những cái hạt cát sơn pha nhựa của cái cặp 4725X này Khang Minh đang muốn giới thiệu thật là chi tiết cận cảnh để các bác quý anh em trên mọi miền Tổ quốc cùng xem và chiêm ngưỡng cái cặp quá là tuyệt vời này trên Khang Minh. Và giá cũng không hề rẻ các bác nhá. Tiền nào thì của đấy các bác ạ. Khang Minh nghĩ là không có cái gì mà rẻ mà lại đẹp. Nếu mà rẻ mà lại đẹp thì Khang Minh nghĩ là chắc là không đến lượt anh em mình. Các bác cứ tin là như thế. Mọi người cùng xem cái đằng sau của chiếc thứ nhất. Khang Minh sẽ quay
thật là chậm rãi để các bác cùng xem chiêm ngưỡng cặp 4725X này. Thực sự là đây, thực sự là cặp này mà các bác quý anh em nào sở hữu được thì nó như là của quý trong nhà luôn. Các bác cùng xem này, cái số CG nhá, SR4725X01541. Khang Minh quay luôn chiếc này để kiểm tra cái số đã. 01539. Vậy là nó chỉ có cách có hai số thôi, nó trùng cặp trùng CG các bác nhá. Quay trở lại chiếc đầu tiên, mọi người cùng xem cái vỉ này, chi tiết từng con ốc luôn. Khang Minh sẽ quay thật là chậm rãi để các bác xem được trọn vẹn, thật trọn vẹn cái cặp này. Và Khang Minh tiết lộ cặp 4732X nó đẹp như là cặp 4725X này các bác nhá. Các bác cứ chờ đón, Khang Minh sẽ chắc chắn sẽ giới thiệu lên kênh. Có điều Khang Minh báo hàng như vậy để quý anh em có cái sự chuẩn bị, các bác có sự chuẩn bị trong cái việc sở hữu những cái món đồ mà Khang Minh JBL tuyển chọn về nguồn âm thanh bãi Mỹ mà Khang Minh vẫn thường xuyên tuyển chọn và cập nhật những cái sản phẩm đặc biệt về để Khang Minh cung cấp cho mọi người. Các bác cùng xem cái tay sách này, nó đẹp và nó mới đến mức là nó còn điện thoại của Khang Minh nó còn khó lấy nét luôn. Quay cái góc xa bao quát để các bác xem cái cạnh còn lại của chiếc thứ nhất. Khang Minh hết cả giá để xe, để bánh xe để lên, nhưng mà vẫn thiết kế được hai cái. Để quay cái cặp này ngày hôm nay mọi người cùng xem và chiêm ngưỡng. Các bác cùng xem cái từng cái con ốc của Khang Minh quay. Khang Minh quay cái ốc để bắt chép này. Loa gần như là chưa mở. Mọi người xem cái rốn và cái màng loa keo chỉ này. Nó không lấy led được. Quay gần ánh sáng quá nó rất là khó các bác. Rất là khó lấy led luôn. Được rồi, tóm lại là một chiếc các bác đã xem và chiêm ngưỡng một chiếc nhá. Chiếc thứ hai Khang Minh sẽ quay nhanh hơn bởi vì nó như nhau, gần như là không thể tưởng tượng nổi cái cặp này, cái độ đẹp của nó. Các bác cùng xem một lần nữa cái đằng sau chiếc thứ nhất, và kể cả là cái mặt áp đất của nó cũng như này luôn các bác nhá, mặt áp đất cũng như này luôn. Bốn cái chân cao su nó còn mới kính cong luôn. Rồi chiếc thứ hai này các bác này, chiếc thứ hai nhá. Đấy các bác thấy không, con ruồi nó bậu vào nhìn còn rõ một luôn. Những mặt hàng của Khang Minh nó đặc biệt ở như vậy, toàn tuyển những cái món hàng đặc biệt đẹp về để Khang Minh cung cấp cho mọi người thôi. Không đẹp thì Khang Minh không buồn nhập, nhập về chặt nhà các bác. Các bác cùng xem chiếc thứ hai. Video dài một chút nhưng mà các bác xem nó được trọn vẹn và được chiêm ngưỡng cái cặp loa, nó nói chung là cực kỳ ít có. Tại sao Khang Minh nói hiếm? Hiếm là ở cái đẹp chứ không phải hiếm là cái model này nó hiếm các bác nhá. Những model hiếm
ít hơn, đó là những cặp bát 30 full đơn, full đôi thì mới là hãng nó sản xuất ít hơn so với những cặp loa bát 40. Còn tất cả bát 40 nó đều nhiều như nhau. Và cái ý Khang Minh nó hiếm, tức là cái độ đẹp. Đây mới thực sự là đẹp, và đẹp một cách như thế nào thì Khang Minh cũng không cần phải diễn tả nó quá là nhấn mạnh hay là quá là văn hoa. Các bác và quý anh em đều nắm được cái điều này, Khang Minh giới thiệu nó rất là bình thường. Và chúng ta sản phẩm âm thanh thì chúng ta phải ăn bằng mắt. Chứ cần nói thì ai nói hay, Khang Minh cũng nói rất là hay. Các bác cùng xem chiếc thứ hai. Trùng cặp trùng xe gì nha các bác nha. Con này 01539 thì con kia là 01541. Mọi người cùng xem từng con ốc của Khang Minh quay này. Và Khang Minh chuẩn bị, Khang Minh có hai cặp 4725X cơ. Nó như này luôn. Cả cặp đang về nữa. Cặp đang về sẽ về cùng 4691, một cặp loa đời cổ rất là hiếm, 4691B. 835 và 4722A. Và Khang Minh báo luôn lịch sắp tới khoảng độ trên dưới 15-20 ngày có một cặp 4722X nhá các bác nhá. Các bác cứ đón chờ cái cặp 4722X đó. Cặp đó thì Khang Minh tin rằng là chỉ cần báo lịch thôi, rất nhiều quý anh em đang đón chờ. Mọi người cùng xem cái tay sách này. Thực sự là quay những cặp loa đẹp, những sản phẩm đẹp thì Khang Minh muốn quay thật kỹ, và các bác cứ xem và chiêm ngưỡng. Mọi người xem từ góc cạnh, từ cái nước sơn của cái cặp này nó quá là hiếm luôn. Và từng con ốc tiếp tục quay nhé các bác nhé. Khang Minh làm video và hình ảnh cực kỳ chi tiết để các bác và quý anh em ở xa mà không đến được với shop của Khang Minh thì hoàn toàn yên tâm khi mua sắm. Và mọi sản phẩm trên Khang Minh đều bảo hành nguyên bản, nguyên zin 100% cho quý anh em trên mọi miền Tổ quốc. Kể cả các bác và quý anh em không có đến được với shop của Khang Minh, mua bán giao dịch rất là vô tư, rất là chuẩn chỉnh. Uy tín là do người bán và tin tưởng là còn do khách hàng nhìn nhận. Khang Minh vẫn nói cái vấn đề này ở nhiều video. Các bác và quý anh em xem lốt chiếc thứ hai của 4725X ngày hôm nay Khang Minh muốn giới thiệu. Quá là chi tiết cụ thể luôn nha các bác nha. Và giá thì Khang Minh, các bác quan tâm đến những sản phẩm ví dụ như cặp loa này, hoặc là các bác có muốn bàn tới cặp 4732X kia, Khang Minh tiết lộ thêm nhé, 4732X kia đẹp như cặp 4725X này luôn. Hẹn các bác và quý anh em ở video tiếp theo, Khang Minh sẽ giới thiệu cặp 4732X này. Có thể nói là đẹp, vẫn là hàng hiếm có luôn. Và Khang Minh nói như thế nào thì nó là như vậy, các bác cứ tin rằng là điều đó. Các bác quan tâm đến những sản phẩm âm thanh bị bãi, đồ tiền chọn của Khang Minh, mọi người vui lòng liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên đây và Zalo địa chỉ của Khang Minh đây. Và rất nhiều những sản phẩm âm thanh cao cấp nữa, full đôi, đều là những cặp loa không cần phải diễn tả cái từ ngữ đẹp như thế nào. Đẹp như thế nào, đồ như thế nào thì các bác và quý anh em xem đều lắm được. Rồi, Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại các bác và quý anh em ở những video lần sau.